ra trong quá khứ, thì rất tự tại, an nhiên biểu hiện sự tích thần diệu. Nhiều hơn gấp bộ trên đây cũng chẳng có gì khó. Thị hiện như vậy, cùng tận trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp, cũng không cách gì nói hết được, đếm được số mục chính xác. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn tuyển lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Bồ Tát đã tịnh địa thứ ba, lại quán chúng sinh thế pháp giới, không giới, thức giới và tam giới, tâm đều hiểu rõ nhập vào được. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng sợ rằng đại chúng có chỗ không nghe rõ ràng, ngài bèn nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật quán ra tất cả nhân duyên của chúng sinh, khiến cho người chưa trồng căn lành, gieo trồng xuống căn lành, người đã trồng căn lành làm cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng khiến cho thành thục, người căn lành đã thành thục khiến cho họ được giải thoát. Cho nên ngài muốn dùng phương pháp kệ tụng để thuật lại nghĩa lý kinh Trường Hàng vừa nói ở trên. Bồ Tát đã viên mãn Bà Địa ở trước, đã chứng được quả vị thanh tịnh. Kế tiếp, ngài lại quan sát chúng sinh giới, thế giới, pháp giới, hư không giới, thức giới và tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm của ngài đã minh bạch, nên minh bạch làm thế nào để tiến vào địa thứ tư. Mới lên diệm địa tăng thế lực, sinh nhà Như Lai vĩnh không đổi, nơi Phật pháp tăng tin không nghi, quán pháp vô thường chẳng sinh khởi. Bồ Tát tiến vào địa thứ tư, càng tăng thêm đạo nghiệp, tăng ích trí huệ, tăng thêm thế lực và quang minh, càng tăng thêm đại đạo tâm của Bồ Tát. Đến được địa thứ tư rồi, liền sinh vào trong gia tộc của Phật, vĩnh viễn không thối lùi, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát chứng được quả vị địa thứ tư, tâm tin đối với Phật pháp tăng tam bảo càng sâu dày, càng vững chắc. Tín căn của ngài vĩnh viễn không bị thiên ma ngoại đạo phá hoại. Ngài quan sát tất cả các pháp đều là vô thường, chẳng có sinh khởi, cũng chẳng có hiện tượng hủy hoại. Quán thế thành hoại nghiệp sinh ra, sinh tử niết bàn cõi các nghiệp, quán tiền hậu tế cũng quán hết. Tu hành như vậy sinh nhà Phật. Bồ Tát quán sát thế giới biến hóa thành trụ hoại không, đều do nghiệp quả của chúng sinh mà ra. Trong chúng sinh có sinh chết, có chứng được niết bàn, lại có sinh đến cõi Phật nào đó. Đây cũng là do nghiệp quả của mỗi người khác nhau, nên nghiệp báo cảm gia cũng khác nhau. Quán tiền tế không thể được, quán hậu tế cũng không thể được, quán trước mắt cũng không thể được, hết thảy đều quán hết. Tu hành giống như vậy sẽ được sinh vào trong gia tộc của Phật, tức cũng là chứng được quả vị Phật. Được pháp đó rồi, tăng từ mẫn, càng thêm sinh tu bốn niệm xứ, thần thọ tâm pháp quán trong ngoài, thế gian tham ái đều trừ bỏ. Bồ Tát chứng được quả vị Phật rồi, đối với các pháp thật tướng đã minh bạch thật sự. Do đó tâm từ bi thương xót đối với chúng sinh càng tăng thêm. Lúc đó ngài bèn siêng tu học pháp môn bốn niệm xứ: 1. Quán thần bất tịnh, 2. Quán thọ thị khổ, 3. Quán tâm vô thường, 4. Quán pháp vô ngã. Bên trong quán tâm không thấy tâm, ngoài quán hình sắc không thấy hình sắc, xa xa quán vật chẳng thấy có vật. Sự tham của người thế gian vị Bồ Tát này cũng không tham, sự luyến ái của người thế gian vị Bồ Tát này cũng không luyến ái. Ngài trừ khử sạch tâm ái dục của người thế gian, vì trừ khử sạch tâm ái của người thế gian nên sinh ra một chút định lực, nên sinh ra một thứ định lực. Có định lực rồi thì không còn bị tất cả ngoại cảnh làm lay động. Thế nào mới có thể có được công phu này? Trước hết phải tu pháp môn bốn niệm xứ. Do quán thân có 9 lỗ thường chảy ra đổ bất tịnh, mắt có ghèn, mũi có nước mũi, tai có cứt váy, miệng có đàm, đại tiện tiểu tiện, thân thể nhiệt nhất như vậy có gì mà tham luyến. Lại quán hàng ngày thường nhiếp thọ, tất cả cảm thọ và hưởng thụ về vật chất kỳ thật đều là nhân tố trong sự khổ. Quán tâm vô thường, niệm niệm sinh diệt, chẳng có gì là vĩnh hằng. Quán pháp vô ngã, các pháp từ xưa đến nay thường tự tướng tịch diệt, không thể dùng lời lẽ để biểu đạt, sao lại có cái ta. Bồ Tát quán sát tu tập pháp môn bốn niệm xứ, trừ khử sạch năm dục và tham ái. Bồ Tát tu hành bốn chánh cần, ác pháp trừ diệt, thiện tăng trưởng, thần túc căn lực đều khéo tu, thất giác bát đạo cũng như vậy. Bồ Tát tu hành hạnh bốn chánh cần, Tức là điều ác đã sinh ra khiến dừng lại, điều ác chưa sinh ra khiến cho đừng sinh, điều thiện chưa sinh khiến cho sinh ra, điều thiện đã sinh khiến cho tăng trưởng. Nói hết tóm lại tức là nghiệp ác hoặc niệm ác chưa sinh ra thì phải khiến cho đừng sinh ra, như đã sinh ra thì khiến cho nó tiêu diệt. Hết thảy nghiệp lành chưa sinh ra thì khiến cho nó sinh ra, đã sinh ra thì khiến cho tăng trưởng thêm, tiến thêm một bước nữa thì tu tập 4 nhị ý túc, 5 căn 5 lực. Đồng thời đối với 7 giác chi bát chánh đạo cũng nỗ lực siêng năng tu tập. Ở trên là 37 phẩm trà đạo. Vì độ chúng sinh tu hạnh đó, nguyện sư hộ trì từ bi trước, cầu nhất thiết trí và cõi Phật, cũng niệm 10 lực của Như Lai. Vì muốn độ tất cả chúng sinh cho nên phải tu pháp môn 37 phẩm trà đạo. Tâm đại nguyện thuở xưa mà Bồ Tát đã phát ra nay thành tựu căn lành công đức, đều nhờ tâm từ bi sâu dày mới đắc được. Vì cầu nhất thiết trí huệ của Phật và cõi nước Phật, chẳng những phải luôn luôn dụng công tu hành mà còn phải luôn luôn nghĩ nhớ đến 10 thứ thần thông oai lực của Phật. 4 vô sở úy, pháp bất cộng, tướng tốt, tổ đặc, âm thanh hay, cũng cầu đạo màu nơi giải thoát và đại phương tiện tu các hạnh. Bồ Tát chẳng những phải tu hành 4 điều không sợ hãi và 18 pháp bất cộng mà còn phải tu tướng tốt thù thắng cùng với âm thanh hay êm tai. Đồng thời cũng cầu nghiệp không thể nghĩ bàn, đắc được thiền định và giải thoát. Vì đắc được những pháp môn phương tiện tối đại tối thắng đó, cho nên đối với những hạnh môn ở trên đều phải tinh tấn tu học. Thân kiến làm đầu 62, ta và của ta vô lượng thứ, uẩn giới xứ này các chấp trước, địa trong địa thứ tư, địa tất cả. Bồ Tát nói phải trừ khử 62 thứ tà kiến, trước hết phải trừ khử thân kiến trước. Ta và của ta có vô lượng vô biên, đủ thứ sự chấp trước ngã kiến, còn có 5 uẩn, 18 giới, 12 xứ. Những sự chấp trước ái thủ này, Bồ Tát minh bạch đều là không. Khi Ngài tu tập pháp môn địa thứ tư thì Ngài đều lìa bỏ tất cả. Như Lai của trách hạnh phiền não, là nhân khổ hoạn đều dứt trừ, bậc trí tu hành hạnh thanh tịnh, vì độ chúng sinh tu tất cả. Phàm là bị Phật của trách, vô minh phiền não không hoàn hỷ và tư tưởng hành vi đều phải triệt để dứt trừ. Vì phiền não đối với con người chẳng có tốt lành chút nào, cho nên phải dứt trừ. Người có trí huệ thì tu nghiệp thanh tịnh, là điều Như Lai hoan hỷ khen ngợi nhất. Vì độ chúng sinh nên phải tu tất cả nghiệp lành. Bồ Tát siêng tu không giải đã, liền được đầy đủ cả 10 tâm, chuyên cầu Phật đạo không nhàm mỏi, chí mong họ thọ trước độ chúng sinh. Bồ Tát là bậc tu hành xả mình vì người, Ngài chỉ biết lợi ích chúng sinh, chưa từng nghĩ về mình. Tư tưởng hành vi của Ngài ngược lại với những người phàm phu. Bồ Tát chẳng tham vui một mình, hoàn toàn lấy niềm vui của chúng sinh làm vui. Ngài chẳng lấy sự thương ghét làm thương ghét, mà là luôn luôn thuận chúng sinh, lấy sự hoan hỷ của chúng sinh làm hoan hỷ. Chỗ chấp trước của phàm phu Ngài chẳng chấp trước. Đó mới là bậc chân thật tu hành Bồ Tát đạo. Chỉ cần có thể lợi người quên mình, ai ai cũng đều có thể hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát thọ khổ cũng chẳng cho rằng khổ, tu hành nhân gian, tu hành gian nan cũng không sợ thối tâm. Ngài chỉ vì độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Bồ Tát biết chúng sinh đang ở trong khổ nạn, cần cầu cứu độ. Bồ Tát vì cầu được trí huệ độ hóa chúng sinh, ngày đêm thân tâm tinh tấn không ngừng. Thậm chí ở trong mộng, Ngài cũng làm công việc giáo hóa chúng sinh. Phàm phu nhìn thấy Bồ Tát đang chìm sâu trong giấc ngủ, kỳ thật Ngài đã hóa thân ngàn vạn ức đến các cõi nước phương khác để độ chúng sinh. Cảnh giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu tục tử có thể biết được, minh bạch được. Cho nên Bồ Tát sinh tu không giải đãi, lúc nào cũng tinh tấn. Vì tinh tấn không ngừng nên viên mãn đầy đủ 10 thứ tâm Bồ Đề tinh tấn. Bồ Tát chuyên tâm nhất trí, siêng cầu Phật đạo, không lãng phí chút thời gian nào, chưa từng nghỉ ngơi, càng không nhàm mỏi. Chí nguyện của Ngài là hy vọng tương lai sẽ thành Phật đạo, chứng được quả Phật, thọ chức vị Pháp Vương, thọ ngồi quán đảnh, sau đó trở lại con thuyền từ bi rộng độ chúng sinh. Cung kính tôn đức tu hành pháp, biết ơn dễ bảo không hờn giận, xả mạn lìa xiểm tâm điều nhu, lại thêm tinh cần không thối chuyển. Bồ Tát cung kính, mười phương chư Phật, tôn trọng bậc thiện tri thức, đức cao vọng trọng, tu tập tất cả pháp lành. Chúng ta cũng phải cung kính, tôn trọng chư Phật Bồ Tát và thiện tri thức, lấy ân đức báo đáp các ngài. Tu hành Bồ Tát đạo đầy đủ chánh trì, chánh kiến, cũng phải giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng khôi phục lại chánh trì, chánh kiến. Giáo hóa chúng sinh không lựa dễ độ hay khó độ, lấy thiện bỏ ác, mà là đối đãi bình đẳng như nhau, không bỏ một chúng sinh nào. Dù chúng sinh nào ác nhất, Bồ Tát cũng phát nguyện đến giáo hóa họ, khiến cho họ có thể thành Phật đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, dùng từ bi hỷ xả đối đãi với tất cả chúng sinh đáng thương xót. Ngài chưa từng nóng giận đối với chúng sinh, vì một khi nóng giận thì sẽ khởi tâm nhằm bỏ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh đều dùng tâm nhẫn nhục, thái độ hòa mục, như vậy giáo hóa chúng sinh mới có hiệu quả. Bồ Tát xả bỏ tâm cống cao ngã mạn, chẳng giống như phàm phu tự cho rằng cao hơn người một bậc. Đối với người cũng không thể hiểm nghèo thích giàu, càng không thể xiểm nịnh quý nhân có quyền có thế. Tâm tình của ngài thường nhu hòa, từ bi, bình đẳng. Công phu tu hành ngày càng tinh tấn, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vĩnh viễn không thối chuyển về hàng nhị thừa, không thối chuyển về phàm phu, càng không thối chuyển đọa vào ba đường ác, đó là niệm không thối, hạnh không thối, vị không thối. Bồ Tát trụ diệm huệ điện này, tâm ngài thanh tịnh mãi không mất, ngộ hiểu quyết định thiện tăng trưởng, lấy nghi cấu trược đều thải lịa. Bồ Tát trụ tại quả vị diệm huệ địa, ngài đã đắc được trí huệ thanh tịnh, trong tâm chẳng có chút tạp nhiễm nào. Trí huệ thanh tịnh đó vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Chẳng có tạp nhiễm ô thì sẽ không sinh ra dục niệm. Bất cứ cảnh giới gì đến, ngài cũng đều không thấy khác, nghĩ lệch, cho nên nói không mất. Vì chẳng có tạp niệm, tâm không sinh ô nhiễm, thì trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Trí huệ đó là đại trí huệ, chân trí huệ, chẳng phải là thế trí biện thông. Chân trí huệ có thể biết rõ thị phi, nhận thức được thế nào là đạo, thế nào chẳng phải đạo, gì là pháp, gì là phi pháp. Trần trí huệ tức là trạch pháp nhãn, có trạch pháp nhãn thì không thể bị pháp thế gian làm mê hoặc, căn lành sẽ ngày càng tăng trưởng. Đối với Phật pháp đều minh bạch nhận thức được, chẳng có chút lưới nghi nào, cũng chẳng hoài nghi, hết thảy nghi hoặc và đủ thứ tư tưởng không tốt, ý niệm không thuần tịnh trong quá khứ đều không còn nữa, đều đã xa lìa. Điện này Bồ Tát thắng trong người, cũng là do tha vô lượng Phật, lắng nghe chánh pháp cũng xuất ra, không thể phá hoại như vàng thật. Bồ Tát tu chứng được diệm huệ địa là tối thủ thắng nhất trong loài người. Quá khứ ngài đã từng cúng dường vô lượng na do tha các vị Phật. Ngài ở trong pháp hội của mười phương chư Phật và ở trong pháp hội của mười phương các vị pháp sư, lắng nghe chư Phật và các vị pháp sư nói chánh pháp rồi bèn phát tâm xuất ra. Ngài dụng công tu hành cũng giống như vàng thật, không sợ khó khăn nào, cũng không bị bất cứ trở ngại phá hoại nào. Bồ Tát trụ đầy đủ công đức, dùng trí phương tiện tu hành đạo, chẳng vì các ma tâm thối chuyển, ví như báu đẹp không thể hoại. Khi Bồ Tát trụ tại diệm huệ địa đã đầy đủ vô lượng công đức, dùng đại trí huệ của ngài đắc được phương tiện khéo léo để tu hành Bồ Tát đạo. Ngài không thể do người, sự việc, thời, địa, vật bên ngoài làm chướng ngại, không thể bị cảnh giới huyễn hóa làm lay chuyển, cũng chịu đựng được sự khảo nghiệm của tà ma ngoại đạo. Những cảnh giới đó đều không làm cho ngài thối tâm hoặc thay đổi ý chí, giống như báu vật tốt đẹp nhất, chẳng có bất cứ vật gì phá hoại được. Chủ đây thường làm chủ dạ ma, nơi pháp tự tại chúng tôn kính, khắp hóa quần sinh trừ ác kiến, chuyên cầu Phật trí, tu nghiệp lành. Bồ Tát trụ tại diệm huệ địa thường làm thiên vương trời dạ ma. Ngài đối với tất cả các pháp đều thọ dụng nhậm vận tự tại, cho nên đại chúng trời người đều tôn kính ngài. Ngài khắp giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ trừ khử tà tri tà kiến, khôi phục lại chánh trì chánh kiến. Ngài chuyên tâm cầu trí huệ giống như Đức Phật, chuyên tu tập tất cả nghiệp lành. Bồ Tát chuyên cần thêm tinh tấn, được tam muội thảy đều ước số, nếu dùng nguyện lực, nếu dùng nguyện trí lực mà làm, vượt hơn số đây không biết được. Bồ Tát tinh tấn chuyên cần, tăng thêm nỗ lực tu học tất cả pháp lành, đắc được chánh định chánh thọ nhiều hàng trăm ngàn vạn ức. Nếu dùng nguyện lực và trí huệ của ngài đã phát ra trong quá khứ, và công phu tu hành mà nói thì sẽ vượt hơn số 1 vừa nói ở trên. Chẳng có ai có thể biết được tình hình sự thật của Ngài. Bồ Tát địa thứ tư như vậy, tu hành thanh tịnh đạo vi diệu, công đức nghĩa trí đều tương ưng. Tôi vì Phật tử đã tuyên nói, quá trình tu hành của Bồ Tát đạt đến giai đoạn địa thứ tư như vậy. Ngài tu hành đều là hạnh môn thanh tịnh, chứng được đều là Phật đạo vô thượng vi diệu, tích tụ căn lành công đức, chứng ngộ nghĩa thú cao tột, hiển bày trí huệ thủ thắng. Từng chữ, từng câu đều tương ưng với nhau. Tôi Bồ Tát Kim Cang Tạng hiện tại đã tuyên nói xong với các vị đệ tử của Phật.